Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật sáng sớm ngày 6 tháng 3 2024, giá tạm thời đang đi ngang. Tuy nhiên thị trường cũng đang có nhiều biến động, cho nên bà con nhớ đón theo dõi thường xuyên. Tại Tiền Giang, kem nhất giá 34.000 đồng, kem nhì 29.000 đồng, kem ba 21.000 và mít chợ 6.000. Đồng Tháp, An Giang và Long An, kem nhất 33.000, kem nhì 28.000, kem ba 20.000 và mít chợ 5.000 đồng. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem nhất giá 32.000, kem nhì 27.000, kem ba 19.000 và mít chợ 4.000 đồng. Ở khu vực Vĩnh Long và Trà Vinh, kem nhất 32.000, kem nhì 27.000, kem ba 19.000 đồng và mít chợ 4.000 đồng. Ở Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận, giá mít kem lớn 23.000 đồng, kem nhỏ 16.000 đồng và mít chợ 4.000 đồng. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, mít nhất giá 24.000 đồng. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.